Rồi, xem tiếp thôi. Trời ơi, mọi người đặt câu hỏi quá trời luôn nè. Chị ơi, khi nào chị lấy chồng vậy chị? Em muốn được nhìn thấy chị mặc đầm cô dâu quá nè. Thật ra là hồi khoảng 2-3 năm về trước á, thì chị cũng nghĩ là mình sẽ lấy chồng trước năm 30 tuổi hoặc là có con trước 30 tuổi. Nhưng mà bây giờ đã 31 tuổi rồi thì chị nghĩ là cái đó là do duyên ông trời định thôi. Đến lúc nào đó gặp anh nào mà cảm thấy mà phù hợp thì chị sẽ cưới, chứ chị không có quy định ra là ba mấy tuổi hay là 40 mấy tuổi cưới nữa, không có quan trọng chuyện đó nữa. Đó, gặp anh nào có duyên mà phù hợp thì sẽ cưới thôi. Vậy đi. Tiếp theo, chị ơi, chị tính khi nào sanh baby? Em muốn chị có một cái công em muốn chị có một cô công chúa quá nè, chắc chị sinh con ra sẽ xinh và dễ thương lắm đó. Thật sự là chị cũng tới cái tuổi này thì chị cũng rất là muốn có em bé rồi. Thật ra chia sẻ với mọi người luôn là chị đang có 11 đứa cháu. Và nhìn 11 đứa cháu của chị thì thật sự là chị cũng rất là muốn có một bé trai và một bé gái, và chị rất là muốn sinh đôi, rất là muốn điều đó luôn á. Nhưng mà cũng phải tìm một anh nào đó phù hợp phong thủy thì để cho ra cặp đôi đó. Thì để coi như thế nào, chứ thật sự là chị cũng đang rất muốn có, càng sớm càng tốt, thật sự luôn. Đang rất là thích có baby, tại vì một người đẹp như chị mà không sanh ra một đứa con gái để lại giống thì cũng hơi uổng ha, đúng không? Xong, tiếp theo.